Tỉnh thức tâm linh là một trải nghiệm biến đổi sâu sắc, thay đổi nhận thức của con người về cuộc sống và bản thân. Nó thường đi kèm với sự nhận thức cao độ về sự kết nối của vạn vật, một cảm giác sâu sắc về mục đích sống và một ý thức mở rộng. Tuy nhiên, điều gì xảy ra sau khi giai đoạn tỉnh thức tâm linh mãnh liệt ban đầu kết thúc? Hiểu được điều gì sẽ đến tiếp theo là rất quan trọng để tích hợp những thay đổi sâu sắc này vào cuộc sống hàng ngày. Khi cường độ ban đầu của sự tỉnh thức tâm linh kết thúc, bạn có thể nhận thấy một chu kỳ mới bắt đầu. Giai đoạn mới này không phải là quay trở lại trạng thái trước đó, mà là bước vào một cấp độ mới của sự phát triển và hiểu biết. Tỉnh thức tâm linh là một hành trình không bao giờ thực sự kết thúc. Hãy tưởng tượng nó như một chuỗi những lần thức tỉnh nhẹ nhàng, mỗi lần đưa bạn đến một sự hiểu biết và nhận thức sâu sắc hơn. Bạn bắt đầu bằng việc thức tỉnh trước những ý tưởng và quan điểm mới, nhưng nó không dừng lại ở đó. Mỗi ngày, bạn tiếp tục thức tỉnh trước những hiểu biết mới, không ngừng mở rộng nhận thức của mình. Bạn không thấy tất cả mọi thứ cùng một lúc vì điều đó sẽ quá sức chịu đựng. Giống như ánh sáng có thể làm cho bạn bị chói mắt nếu bạn đột ngột bật nó lên trong một căn phòng tối, quá nhiều hiểu biết tâm linh cùng một lúc cũng có thể gây choáng ngợp. Thay vào đó, cuộc sống tiết lộ những bí ẩn của nó một cách từ từ. Khi bạn trưởng thành và phát triển, ngày càng nhiều điều được tiết lộ cho bạn. Điều này cho phép bạn hấp thụ và hiểu đầy đủ từng bài học mới. Theo thời gian, sự tỉnh thức tâm linh không kết thúc mà ngày càng sâu sắc hơn. Bạn bắt đầu nhìn mọi thứ với sự rõ ràng và chiều sâu hơn trước. Những gì trước đây bạn coi là đơn giản hoặc nông cạn giờ đây mang ý nghĩa sâu sắc. Sự hiểu biết và mối liên kết với con đường tâm linh của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy nghĩ về sự tỉnh thức như một chu kỳ, giống như các mùa trong năm. Một giai đoạn tỉnh thức kết thúc, mở đường cho một giai đoạn khác. Mỗi chu kỳ mới mang lại những hiểu biết và sự phát triển mới. Giống như mùa đông nhường chỗ cho mùa xuân, một giai đoạn trong hành trình tâm linh của bạn kết thúc để cho phép một giai đoạn mới bắt đầu. Chu kỳ liên tục này đảm bảo rằng bạn tiếp tục phát triển, học hỏi và tiến hóa trong suốt cuộc đời. Một điều chắc chắn về mỗi giai đoạn của sự tỉnh thức tâm linh là nó thay đổi bạn một cách sâu sắc. Mỗi giai đoạn làm rung chuyển tận gốc rễ của bạn, phá vỡ bất kỳ nền tảng yếu ớt nào bạn có thể có. Quá trình này có thể đầy thách thức, nhưng nó cũng truyền cảm hứng cho bạn xây dựng lại cuộc sống của mình trên một nền tảng vững chắc và mạnh mẽ. Bạn có thể mong đợi mỗi chu kỳ tỉnh thức tâm linh kéo dài trong vài năm. Trong suốt thời gian này, bạn sẽ trải qua sự phát triển và chuyển đổi cá nhân đáng kể. Vào cuối mỗi chu kỳ, bạn sẽ nhận thấy rằng trái tim của bạn đã mở rộng, trở nên to lớn và cởi mở hơn. Quá trình này giống như một bông hoa nở, giống như một bông hoa dần dần mở cánh đón ánh nắng mặt trời. Bạn thấy mình mở lòng đón nhận những triết lý sống mới, ý tưởng mới, cơ hội mới, con người mới, sứ mệnh và sự kêu gọi mới. Mỗi chu kỳ tỉnh thức mang đến một làn sóng mới của những hiểu biết và trải nghiệm giúp bạn phát triển và tiến hóa. Khi tiếp tục thức tỉnh, bạn trở nên rộng lượng và quan tâm hơn. Trái tim mở rộng để đón nhận nhiều lòng trắc ẩn và sự đồng cảm hơn với người khác. Bạn bắt đầu nhìn thế giới qua lăng kính của tình yêu thương và sự thấu hiểu. Điều này thay đổi cách bạn tương tác với những người xung quanh. Những ý tưởng mới kích thích tâm trí, mở rộng quan điểm và giúp bạn nhìn nhận mọi thứ theo những cách khác biệt. Những hiểu biết này có thể dẫn đến những cơ hội và hành trình thú vị trong cuộc sống. Bạn có thể thấy mình bị thu hút bởi những người mới chia sẻ sở thích và giá trị của bạn, hình thành những kết nối sâu sắc và ý nghĩa. Với mỗi chu kỳ bạn cũng khám phá ra những sứ mệnh và lời kêu gọi cộng hưởng sâu sắc với tâm hồn, hướng dẫn bạn tới những hành động mang lại sự hoàn thiện và niềm vui. Khi theo đuổi những hướng đi mới này, bạn cảm thấy phù hợp hơn với bản thân thật sự và vị trí của mình trong thế giới. Hành trình tỉnh thức tâm linh biến bạn thành một người rộng lượng và quan tâm hơn. Trái tim đang phát triển của bạn mở ra đón nhận nhu cầu và trải nghiệm của người khác, nuôi dưỡng một cảm giác kết nối và cộng đồng lan tỏa sự đồng cảm. Bạn tìm thấy niềm vui trong việc cho đi và hỗ trợ người khác, biết rằng hành động của bạn tạo ra sự khác biệt tích cực. Với mỗi giai đoạn tỉnh thức tâm linh, khả năng chăm sóc gia đình và những người bạn gặp có thể tăng lên đáng kể. Ví dụ, trong lần tỉnh thức đầu tiên, bạn có thể cảm thấy một mong muốn mãnh liệt để giúp đỡ người khác, như thể một cánh cửa mới đã mở ra trong tim. Trong lần tỉnh thức thứ hai, mong muốn này chuyển thành hành động. Bạn bắt đầu chủ động giúp đỡ không chỉ gia đình và bạn bè mà còn cả một cộng đồng rộng lớn hơn thông qua các sáng kiến khác nhau. Đến lần tỉnh thức thứ ba, sứ mệnh mở rộng hơn nữa. Bạn cảm thấy được kêu gọi để giúp đỡ nhiều tâm hồn,
đóng góp vào việc chữa lành và thức tỉnh tập thể lớn hơn. Khi trái tim mở rộng, bạn trở nên cởi mở với tình yêu mà người khác dành cho bạn và việc kết nối với mọi người trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong quá khứ, bạn có thể đã giữ khoảng cách với người khác để bảo vệ bản thân và duy trì sự bình yên của mình. Nhưng khi trái tim bạn phát triển, những rào cản đó tan biến. Cảm giác kết nối này không dừng lại ở con người. Bạn bắt đầu cảm nhận một mối liên kết sâu sắc với toàn bộ vũ trụ. Cuộc sống bắt đầu cảm thấy như một trách nhiệm chung, nhận ra rằng bạn là một phần của điều gì đó lớn lao hơn nhiều. Hòa mình với điều thiêng liêng, cảm nhận sự hợp nhất với toàn bộ thực tại sống, mang lại cảm giác bình an và mục đích sâu sắc. Tình yêu của bạn dành cho trái đất cũng trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên nhận thức hơn về vẻ đẹp và sự thiêng liêng của thiên nhiên. Bạn phát triển một sự trân trọng sâu sắc đối với trái đất và cảm thấy một mong muốn mạnh mẽ để thấy nó phát triển. Tình yêu này mở rộng đến tất cả các sinh vật, con người, động vật, cây cối và thậm chí cả nguồn nước nuôi dưỡng sự sống. Bạn tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc môi trường và tất cả các sinh vật sống trong đó, muốn bảo vệ và nuôi dưỡng chúng. Bạn có thể nhận thấy rằng bạn ngừng phán xét mọi người và phàn nàn về bản thân và người khác, bắt đầu nhận ra rằng mọi người đều đang làm những gì tốt nhất có thể với kiến thức và nguồn lực mà họ có. Không còn là việc của bạn để phán xét ai đó đang ở đâu trên hành trình của họ, thay vào đó là bức tranh lớn hơn của cuộc sống và trải nghiệm con người. Với cái nhìn rộng mở hơn này, những lời đồn đại và nói xấu không còn hấp dẫn vì bạn hiểu được tác hại mà chúng gây ra. Sự tập trung của bạn chuyển sang những cuộc trò chuyện có ý nghĩa và nâng đỡ tinh thần hơn. Bạn tìm thấy niềm vui trong việc hỗ trợ người khác và khuyến khích họ trên con đường của họ. Mỗi chu kỳ tỉnh thức sẽ có đêm tối riêng của nó. Đây là những thời điểm khi những sự thật khó khăn được tiết lộ và bạn buộc phải đối mặt với những khía cạnh không thoải mái của bản thân và cuộc sống của mình. Những đêm tối này có thể đầy thử thách, nhưng chúng cũng là cơ hội cho sự phát triển và chuyển đổi sâu sắc. Mặc dù có những khó khăn, bạn sẽ cảm thấy vững vàng hơn bao giờ hết. Trước khi tỉnh thức lần đầu tiên, bạn có thể thấy mình dễ dàng bị lay động. Chỉ cần một suy nghĩ, một cảm xúc, một lời nói hay một hành động có thể khiến bạn gục ngã, cảm thấy bế tắc và chán nản trong nhiều ngày. Vào lúc bắt đầu tỉnh thức, bạn có thể cảm thấy không vững vàng. Tinh thần của bạn đang kéo bạn ra khỏi vũng lầy đang mắc kẹt và lúc đó bạn lại không có gì để bám víu. Đó có thể là một trải nghiệm mất phương hướng, cảm giác như bạn đang được nâng lên mà không có nền tảng vững chắc nào bên dưới. Tuy nhiên, khi bạn được đưa ra khỏi nơi tăm tối, nó mang đến một cơ hội mới. Mảnh đất mới này là cơ hội để bám víu vào điều gì đó vững chắc. Đây là thời điểm để bắt đầu phát triển rễ của bạn. Đây là một thực tế vật lý, rất dễ bị cuốn vào khía cạnh tâm linh của cuộc sống đến mức bạn không muốn quay trở lại mặt đất. Nhiều người thấy mình với đầu trong mây, nhìn ngắm vũ trụ trong khi chân không đứng vững trên trái đất. Sự thiếu kết nối với đất này có thể khiến họ dễ bị lay động bởi những thách thức của cuộc sống. Tuy nhiên, khi tiếp tục học hỏi và phát triển trên hành trình tâm linh của mình, bạn nhận ra tầm quan trọng của việc kết nối bản thân với trái đất. Trái đất cung cấp sự ổn định và sức mạnh cần thiết để khám phá các cõi cao hơn của ý thức mà không mất thăng bằng. Tỉnh thức không chỉ là về sự giác ngộ tâm linh, mà còn về việc đưa sự giác ngộ đó vào thế giới vật chất. Những hiểu biết và trải nghiệm tâm linh của bạn phải được tích hợp vào cuộc sống hàng ngày. Điều này có nghĩa là bạn phải kết nối với đất và trở thành hiện thân sống của những chân lý mà bạn đã khám phá. Bạn cần trở thành một vật chứa mà qua đó tinh thần của chân lý có thể di chuyển và hiển lộ trong thế giới. Khi trở nên kết nối với đất, bạn sẽ thấy rằng quan điểm về cuộc sống thay đổi đáng kể. Không còn cảm thấy cần phải chạy theo người khác, mong muốn trốn thoát khỏi thực tại hiện tại của bạn tan biến, cũng như sự thôi thúc chạy trốn khỏi những thách thức của cuộc sống. Trở nên thoải mái hơn với việc ở lại hiện tại và đối mặt với cuộc sống một cách trực diện. Trong giai đoạn đầu của hành trình tâm linh, bạn có thể cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ để tách mình khỏi người khác để bảo vệ sự bình yên của mình. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là một người nhạy cảm cao độ. Khi phát triển và trở nên tỉnh thức về mặt tâm linh hơn, độ nhạy cảm này có thể tăng lên. Bạn có thể thấy mình trở nên nhạy cảm hơn với năng lượng xung quanh, nghe được những suy nghĩ không nói ra của mọi người, cảm nhận được ý định của họ và cảm nhận được cảm xúc tập thể của nhân loại. Bạn thậm chí có thể trở nên nhạy cảm đến mức có thể nghe thấy tiếng khóc của hành tinh và cảm nhận được nỗi sợ hãi trong ý thức tập thể. Độ nhạy cảm cao độ này có thể gây choáng ngợp, đặc biệt là nếu bạn không kết nối với đất. Khi không kết nối với đất,
bạn có thể cảm thấy mất kiểm soát và không thể khai thác đầy đủ sức mạnh tâm linh của mình. Điều này có thể dẫn đến xu hướng đóng cửa với thế giới và rút lui vào trạng thái ẩn dật, tìm kiếm sự an ủi trong sự cô lập. Đó là một phản ứng tự nhiên khi cảm thấy bị tấn công bởi năng lượng và cảm xúc mạnh mẽ của người khác. Tuy nhiên, việc kết nối với đất thay đổi động lực này. Khi kết nối với đất, bạn có được sự ổn định và sức mạnh cần thiết để quản lý độ nhạy cảm cao độ của mình. Dần dần, bạn sẽ bước vào sức mạnh này, có khả năng kiểm soát năng lượng xung quanh. Học cách phân biệt năng lượng nào là của bạn và năng lượng nào không phải, cho phép lựa chọn không hấp thụ bất cứ thứ gì không thuộc về bạn. Bạn cũng sẽ học cách tạo ra lá chắn năng lượng và thiết lập ranh giới cho bản thân và người khác. Những lá chắn này giúp bảo vệ năng lượng, đảm bảo rằng bạn luôn giữ được sự cân bằng và tập trung. Khi trở nên kết nối với đất hơn trong chính mình, bạn trở nên ít sợ hãi hơn. Việc kết nối với đất mang lại cảm giác ổn định và an toàn cho phép đối mặt với những thách thức của cuộc sống với sự tự tin lớn hơn. Đối với nhiều người, sự hiện diện của một sức mạnh cao hơn được trải nghiệm như tình yêu hoàn hảo, xua tan mọi nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi thường gắn liền với sự trừng phạt, nhưng tình yêu hoàn hảo mang lại sự bình an và sự đảm bảo. Trong trạng thái của tình yêu hoàn hảo này, có thể thấy rằng bạn không sợ bất cứ điều gì, không sợ hiện tại hay tương lai, không sợ chiều cao hay chiều sâu, cũng không sợ bất cứ thứ gì khác trong toàn bộ sự sáng tạo. Bạn đi đến hiểu rằng những gì nằm trong bạn vĩ đại hơn nhiều so với bất cứ điều gì bên ngoài. Bạn thân mến, hành trình tỉnh thức tâm linh là một quá trình tiến hóa liên tục, dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Qua mỗi chu kỳ, bạn phát triển trong trí tuệ và sự hiểu biết, đón nhận vẻ đẹp và sự phức tạp của trải nghiệm con người. Tôi hy vọng bạn đã thích video này. Nếu bạn vẫn còn ở đây, hãy để lại bình luận về những gì bạn đã học được hoặc những gì bạn muốn thêm vào. Tôi sẽ rất trân trọng điều đó. Như mọi khi, chúc bạn một ngày tuyệt vời.